Park Hyung-sik, thần tượng đi lên từ chông gai và mối quan hệ với Park Bo-young. Hyung-sik còn có tên đầy đủ là Park Hyung-sik, anh gia nhập ngành giải trí Hàn Quốc với vai trò là thành viên của GA. Nhóm nhạc đã được biết đến qua một số bài hát như Phoenix, Mazatop, Aftermath, Vanevana. Tuy nhiên, chỉ khi trở thành một diễn viên, nam thần tượng mới bắt đầu được nhiều người biết đến qua những bộ phim như Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon, Người thừa kế The Here và Gia đình kỳ quặc What With This Family. Xuất sắc vượt qua những khó khăn trong quá trình làm thực tập sinh, Hyung-sik đã thành công trở thành một mảnh ghép của nhóm nhạc nam GA. Chỉ tiếc rằng sau 7 năm hoạt động, ra mắt đến 7 album, nhưng tên tuổi của nhóm vẫn mất tích trên bản đồ âm nhạc Hàn Quốc lúc bây giờ. Tạm thời gác lại niềm đam mê với âm nhạc, Hyung-sik quyết định đầu tư toàn bộ thời gian cho sự nghiệp diễn xuất và sau 3 năm, những thành tựu đã chứng minh rằng quyết định thay đổi của nam nghệ sĩ là hoàn toàn đúng đắn. Con đường trở thành thần tượng đầy chông gai. Nam thần tượng sinh năm 1991 rời khỏi quê hương khi còn trẻ tuổi và gia nhập Star Empire Entertainment, công ty chủ quản của GA lúc bấy giờ. Bên cạnh việc tham gia các sản phẩm âm nhạc, Hyung-sik còn lấn sân sang lĩnh vực người mẫu và trở thành gương mặt quảng cáo cho một số thương hiệu nội địa Hàn Quốc. Tuy được công ty ưu ái, nhưng cuộc sống thực tập sinh của Hyung-sik vẫn vô cùng khắc nghiệt khi nam thần tượng bị cô lập bởi chính những người đồng nghiệp cùng công ty. Điều này đã khiến anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo suốt một thời gian dài. Đầu năm 2010, Park Hyung-sik chính thức ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng GA và Nativity. Album đầu tiên của GA đã đạt được thành công lớn khi giành vị trí quán quân trên album chart lẫn ạt tiết chart, hai danh hiệu lớn của bảng xếp hạng cao cao. Bên cạnh những hoạt động của GA, nam thần tượng còn góp mặt vào nhiều chương trình giải trí như Khoảnh khắc hẹn hò và Running Man. Trong Khoảnh khắc hẹn hò, anh cùng Nam Ji-hoon, thành viên của nhóm nhạc 4MINUTE đã trở thành cặp đôi được chú ý nhất khi có những cử chỉ lãng mạn chiếm trọn tình cảm của khán giả. Bắt đầu diễn xuất và gặt hái những thành công đầu tiên. Đến năm 2011, anh lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và có được vai diễn đầu tiên trong vở nhạc kịch Sự quyến rũ của bầy sói, Temptation of Wolves. Park Hyung-sik đã may mắn được tham gia cùng Ryu-guk, thành viên nhóm nhạc huyền thoại Super Junior. Sau gần một năm, Park Hyung-sik nhận được vai diễn đầu tiên trên màn ảnh qua Anh nhớ em, I Remember You. Song song với khoảng thời gian đó, anh tiếp tục có mặt trong Dummy Mummy, Mẹ ơi con xin lỗi. Hơn thế nữa, nam thần tượng vẫn tiếp tục cùng GA cho ra mắt nhiều album như Live for Detonation, Lovability và Phoenix. Sự chăm chỉ đã giúp Park Hyung-sik có được sự chú ý từ giới chuyên môn. Đến năm 2013, anh có cơ hội hóa thân thành Eun Chang trong Sirius, một tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Seo Joon-hyung, Hyun-kyung và Shin Jung-kyun. Cùng lúc đó, nam thần tượng có cơ hội tham gia Wang Hwang Moon Love Song khi nhận được sự tin tưởng của đạo diễn Lee Gena. Nhờ giọng hát truyền cảm nên Hyung-sik đã hoàn thành tốt vai diễn của bản thân trong vở nhạc kịch. Chưa đầy 2 tháng sau, nam thần tượng lại cho khán giả thấy sự nỗ lực của mình khi cùng một số thành viên như Siwan, Kevin, Migu và Dong Jun cho ra mắt bài hát The Day We Broke Up với tư cách GA5, nhóm nhạc nhỏ của GA. Không chút nghỉ ngơi, Hyung-sik tiếp tục trở thành Park Sun-gu trong 9 lần ngược thời gian, nay. Chăm chỉ hoạt động là thế nhưng phải đến khi tham gia chương trình thực tế đàn ông thực thụ Real Man, Hyung-sik mới thực sự được công chúng xứ Hàn biết đến. Anh còn được người mộ xứ Hàn ưu ái đặt cho biệt danh Baby Soldier vì hình tượng vừa ngây thơ vừa mạnh mẽ trong chương trình. Thừa thắng xông lên, Park Hyung-sik tiếp tục tham gia vào nhạc kịch Bonnie and Clyde. Ở đây anh đã có nụ hôn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với Ka-hi, cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng After School. Đến cuối năm, anh vinh dự được góp mặt trong bộ phim đình đám Người thừa kế The Here và sánh vai cùng hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Lee Min-ho, Park Shin-hee lẫn Kim Go-bin. Nhờ sự kết hợp này mà cái tên Park Hyung-sik đã không còn xa lạ trong lòng người mộ quốc tế. Trong giai đoạn 3 từ năm 2014 đến năm 2016, tần suất hoạt động của Hyung-sik đã giảm dần. Anh tham gia sản xuất 2 album First Home và Continue cùng GA, nhưng phản hồi của khán giả vẫn không khả quan hơn những tác phẩm âm nhạc trước. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hyung-sik vẫn tiếp tục với nhạc kịch khi tham gia 3 người lính ngự lâm, The Three Musketeers. Sát cánh cùng anh là 2 nam thần tượng Sanyeon và Seonyu. Họ đều là thành viên của nhóm nhạc nam B1A4. Từ vai diễn cha đàn bông, người con trai út lông bông trong gia đình kỳ quặc What With This Family đã thành công lấy đi nước mắt của phần đông khán giả, đến Ju Chang-su, cậu công tử nhà giàu kiêu ngạo trong Khát vọng thượng lưu, High Society, diễn xuất của anh đã không làm những người ủng hộ thất vọng. Sự nghiệp của anh cũng phần nào thăng tiến khi vào vai Sam Mae-kyung, một vị vua trẻ tuổi trong phim cổ trang Hoa Lang, Hoa Lang The Poet's Warrior Jut, và đóng cùng nhiều gương mặt tên tuổi như V, thành viên nổi bật của BTS hay Park Seo-joon, nam thần của điện ảnh Hàn và Choi Min-ho, gương mặt đại diện của Shinee. Vai diễn khép lại năm 2016 cũng vô cùng nổi bật khi anh vào vai An Mi-hyuk trong Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon, Strong Girl Bong-soon, vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của nam ca sĩ. Phản ứng hóa học với Park Bo-young. Park Bo-young và Park Hyung-sik gây chú ý vì phản ứng hóa học đáng kinh ngạc của họ khi quay bộ phim truyền hình Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon vào năm 2017, dẫn đến tin đồn hẹn hò giữa hai người. Park Hyung-sik sau đó thừa nhận anh có tình cảm với bạn diễn khi đóng phim và rằng cô là nhân tố quyết định anh đảm nhận vai An Mi-hyuk.
Anh ấy giải thích rằng anh ấy đặc biệt yêu thích vai diễn của mình trong Strong Woman Do Mong Soon vì anh ấy tin rằng những cảm xúc chân thật của anh ấy đã làm cho màn trình diễn của anh ấy trở nên tốt nhất. An Min Hook đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với Do Mong Soon, vì vậy tôi hoàn toàn yêu mến Do Mong Soon. Vì tôi đang áp dụng cảm xúc của An Min Hook nên những cảnh hôn của chúng tôi thực sự rất tự nhiên và đẹp mắt. Tôi cảm thấy cô ấy quan trọng và tôi chăm sóc cô ấy. Khi tình yêu của họ trở nên là mối tình song phương, tình cảm chân thật của tôi dành cho cô ấy bắt đầu thể hiện. Tất nhiên, tôi nghĩ rằng đó là vì Park Bo Young rất đáng yêu. Và Park Bo Young cũng thừa nhận cô dễ dàng có thể rơi vào ánh mắt dữ dội của anh. Park Hyun Sik có một cái nhìn ngọt ngào, nếu anh ấy chỉ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngất đi. Nhưng anh ấy thậm chí còn nhìn đạo diễn theo cách tương tự. Màn đổi hướng chuyển vận của Park Hyun Sik. Vào đầu năm 2017, thời hạn hợp đồng của nam thần tượng cùng công ty quản lý Star Empire Entertainment đã đi đến hồi kết. Hyun Sik chính thức tuyên bố rời khỏi nhóm GA cũng như công ty chủ quản cũ. Tạm gác lại niềm đam mê với âm nhạc, anh tập trung theo đuổi con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Khi ký hợp đồng với United Artists Agency, UAA, một công ty quản lý đã từng là đại diện của nhiều gương mặt nổi tiếng như Mariah Carey, Chris Brown, Ha Ji-won và Song Hye-kyo. Đầu năm 2018, Hyun Sik được sánh vai cùng Jang Dong-gun, huyền thoại của làng điện ảnh xứ sở kim chi trong bộ phim dài tập đấu trí Suit. Diễn xuất ăn ý của họ đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Có thể nói năm 2019 đã đánh dấu một năm đại thắng của Park Hyun Sik, không chỉ trong màn phối hợp cùng Jang Dong-gun hay tham gia nhạc kịch, mà anh còn được biết đến với màn hóa thân xuất sắc trong Bồi Thẩm Đoàn Zoa 8. Cũng chính bộ phim này đã mang lại cho Hyun Sik hai danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất là diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng Hiệp hội các nhà phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 39 và ngôi sao được yêu thích nhất tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 40. Ngay khi quá trình quảng bá cho phim Bồi Thẩm Đoàn kết thúc, nam nghệ sĩ đã nhanh chóng lên đường đi nhập ngũ. Vai trò của anh hiện tại là sĩ quan cảnh sát của Bộ Tư lệnh Quốc phòng Thủ đô. Do đó, ngoài việc cầu chúc cho nam nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân trong quân đội, người mộ lẫn giới chuyên môn đều tin rằng anh sẽ sớm trở lại và tiếp tục cống hiến cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy này.